Kính thưa quý vị, nếu chúng ta theo dõi chính sách ngoại giao của chính phủ Tổng thống Donald Trump thì chúng ta cảm thấy ông ta có rất nhiều biện pháp cứng rắn đối với nhà cầm quyền Bắc Kinh, và gần đây nhất để bao vây nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng như để mở rộng vòng đai trong tứ giác kim cương để phong tỏa kinh tế và quân sự của Bắc Kinh như thế nào. Mời quý vị theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi với ông Đỗ Như Điền sau đây. Một lần nữa xin kính chào chú. Vâng, chào anh Tiết và chào quý khán giả của VNTV. Hôm nay tôi lại được trở lại để thưa chuyện với Thưa chú, thì mình mới gọi là vào cái đề tài của mình đó, thì cái chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng kỳ này mình thấy dưới cái chính phủ của Donald Trump nó có nhiều điểm khác lạ hơn những chính phủ khác, chẳng hạn như cái trade war hay là mấy cái mà áp lực về công ty của Trung Cộng về không không được bán đồ qua Mỹ, hoặc là bây giờ này ổng đem tất cả những đồ của Mỹ đem về trở ngược lại của Hoa Kỳ. Thì với cái nhận xét của chú đó, thì cái chiến lược của ông Donald Trump hay là chính phủ Donald Trump đối với Trung Cộng thì chú thấy như thế nào thưa chú? cảm ơn anh Tiết đã nêu ra cái câu hỏi này. Anh nêu ra thì nó đụng chạm tới một vấn đề, nhưng mà nếu mình muốn hiểu được toàn bộ đó thì mình phải nhìn tổng thể của vấn đề giữa nước Mỹ và thế giới, cũng như giữa Trung Cộng và vấn đề toàn cầu. Bởi vì cái vấn đề này nó dính tới vấn đề toàn cầu, vẫn tới rất nhiều vấn đề khác, thì tôi xin được tóm tắt rất ngắn gọn như vậy. Nếu chúng ta nhớ lại, khi mà Hoa Kỳ đã đồng ý để cho Trung Cộng được vào WTO năm 90 đó, và từ những thời Tổng thống Clinton tới Tổng thống Bush 43 rồi tới Tổng thống Obama, trong suốt quá trình 24 năm qua đó, thì Hoa Kỳ và Trung Cộng là đối tác thương mại và hai nước giao thương với nhau, làm ăn với nhau. Và khi làm ăn với nhau như vậy thì người ta không quan tâm tới những cái thiệt hại mà Trung Cộng đã gây ra cho Hoa Kỳ. Thế nhưng mà khi mà năm 2015 ông Donald Trump quyết định ra tranh cử thì ông ấy nêu ra một vấn đề lại hoàn toàn khác với cái nhận định của các tiền nhiệm, tức là cả ba đời tổng thống tiền nhiệm, là ông cho rằng Trung Cộng vừa là đối tác nhưng cũng vừa là đối thủ, và ông ấy cho rằng là chính nạn nhân thiệt hại do Trung Cộng gây ra không ai khác, chính nước Mỹ, thiệt hại cho nước Mỹ chính là Trung Cộng. Vì vậy, suốt cái quá trình tranh cử, đó là cái chủ đề mà ông Donald Trump đã dùng để tranh cử, là phải đưa nước Mỹ trở lại cái vị trí cường quốc và làm cho nước Mỹ gọi là vĩ đại trở lại. Thì chúng ta nghe như vậy. Thế thì bây giờ tôi xin nói như vậy để chúng ta thấy cái quá trình nó như vậy. Thế thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã nói nhiều và quý vị cũng đã nghe rất nhiều rồi. Tôi chỉ xin tóm tắt những cái giai đoạn gần đây nhất thôi. Là như quý vị biết là trong cái chiến lược toàn cầu của Trung Cộng đó, thì ngoài cái vành đai và con đường thì Trung Cộng đưa ra một cái chiến lược để mà thống trị thế giới, tức là cái tham vọng bá chủ toàn cầu. Thì để mà đối lại đó thì Hoa Kỳ cũng phải tìm cách để ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Cộng. Tất cả những chuyện đó nó quá nhiều, quá 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 nhiều vấn đề. Tôi chỉ tóm tắt một cái điểm ngắn gọn thôi. Trong cái sách lược gọi là Á Châu Thái Bình Dương, tức là India Pacific, thì trong đó chúng ta thường nghe tới cái là tứ giác kim cương. Tứ giác kim cương tức là bốn nước gồm có Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc Châu và Nhật Bản, bốn quốc gia đó làm thành một cái viên cái tứ giác, để mà thứ nhất là hợp tác với nhau về mặt thương mại
về mặt quân sự, về mặt ngoại giao. Đó. Thì gần đây cái tứ giác kim cương này đó lại mở rộng, mời thêm ba nước mới, trong ấy là có Tân Tây Lan, phía bắc là có Nam Hàn và ở giữa có Việt Nam. Đây là một trong những cái điểm mà rất là thú vị, thành ra tôi muốn chia sẻ cái nhận định của tôi về cái chuyện mà từ tứ giác, từ tứ cường bây giờ trở thành thất cường. Để làm gì? Thì chúng ta khi mà nghiên cứu kỹ cái này mới thấy rằng từ cái tứ giác kim cương, tức là bốn cái cường quốc mà hợp lại ở trong cái vùng Á Châu Thái Bình Dương, thì bây giờ mở rộng thêm Nam Hàn cũng là một cường quốc kinh tế nằm sát bên sườn của Trung Cộng. Rồi phía Nam Thái Bình Dương, tức là Tân Tây Lan, cũng là một nước nhỏ nhưng mà có một cái vị trí rất là quan trọng ở Á Châu Thái Bình Dương và ở giữa, đặc biệt là Việt Nam. Việt Nam rõ ràng là một quốc gia theo chế độ cộng sản mà rất gần gũi với Bắc Kinh và lại chịu ảnh hưởng rất nặng nề của Tàu. Thế thì 7-6 quốc gia này lại mời Việt Nam vào trong cái tứ giác kim cương này thì nhằm mục đích gì? Theo tôi nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là củng cố quân sự, bởi vì Việt Nam nằm ngay ở trên cái hải lộ Biển Đông, mà hải lộ Biển Đông là cái hải lộ quốc tế, là cái tuyến hàng hải hết sức quan trọng ở thế giới. Mà nếu Việt Nam chịu ảnh hưởng của Trung Cộng, mà một ngày nào đó mà Trung Cộng kiểm soát toàn bộ, bây giờ đã kiểm soát Biển Đông rồi, nhưng mà nếu mà Việt Nam đi hẳn với Trung Cộng thì chắc chắn bất cứ một lúc nào cái eo biển đó sẽ bị block lại, và như thế sẽ tạo ra một cái cuộc khủng hoảng kinh khủng. Đó. Bởi vì cái tuyến Biển Đông là cái tuyến hết sức là quan trọng, Bắc Nam, Đông Tây. Vì vậy mà các nước đã mời Việt Nam. Bây giờ trả lời, khi mà các nước mời Việt Nam như vậy thì Việt Nam đáp ứng như thế nào? Cho đến bây giờ chúng ta chưa thấy là phía Việt Nam phản ứng như thế nào. Đấy. Chưa biết phản ứng. Dạ, thì nếu mà chú thấy như vậy đó, trong cái thời điểm này là cũng thời điểm ngặt nghèo cho cái chính sách của ông Donald Trump. Lý do là mình cũng đang vào trong cái thời điểm gọi là bị cái dịch corona. Thứ hai là trong thời gian tranh cử cho cái nhiệm kỳ mới. Mà nếu mà thật sự ông Donald Trump muốn bao vây Trung Cộng với những cái chính sách mà chú đưa ra, mà lỡ mà thất cử thì chú nghĩ cái chính sách này nó còn hiệu nghiệm hay là không, hay là có thể tiếp tục được hay là không? Tại vì nếu mà chú thấy tất cả những vị tổng thống trước đây không có theo cái đường chính sách này, và đối tác của mình là Trung Cộng mà bây giờ này gọi là địch thủ của mình, thì cái đường lối nó có tiếp tục được hay là không thưa chú, hay là nó có bị lung lay hay là không có thể tiếp tục được không? Nếu mà đặt ra cái vấn đề tranh cử và giả sử như là ông Donald Trump không được bầu vào ngày mùng 3 tháng 11 tới đây đó, thì tất nhiên tất cả những cái kế hoạch này nó sụp đổ hết. Nó sụp đổ hết. Là vì cho đến bây giờ thì chúng ta chưa thấy là bên Dân Chủ có cái kế hoạch nào nó tương ứng, hay là nó có cái chính sách là đối với Trung Cộng cũng như Á Châu Thái Bình Dương nó rõ rệt cả. Dạ vâng. Thì đó là cái lo ngại mà Tiết đưa ra, đó là bây giờ này mình cũng vẫn còn đang chờ cho những các nước gọi là trả lời khi mà được mời vào cái vòng đai này, mà bây giờ này họ chưa trả lời, mà cái thời gian của mình nó còn quá ngắn và cái quyết định của họ cũng có thể là phải bị ảnh hưởng tới cái vị tổng thống. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng khi mà đưa ra cái sách lược này thì tất nhiên là bên phía vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump phải giải thích cho người dân Mỹ tại sao làm việc đó và cái ích lợi tương lai nó như thế nào. Bởi vì rõ ràng là những cái mà Tổng thống Donald Trump đưa ra đó, thì trong suốt cái quá trình mà mấy chục năm qua là Hoa Kỳ đã thiệt thòi quá nhiều. Đến nỗi mà cách đây mấy tuần, một tuần thôi, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng là nếu cần thì chúng ta sẽ chấm dứt ngay cả cái vấn đề mà
liên hệ với Trung Cộng, và như thế thì chúng ta sẽ tiết kiệm được một năm là ít nhất là 500 tỷ Mỹ Kim. Dạ vâng. Và Thì chính đó. chính cái chính sách của ông Donald Trump cũng nói là nếu mà các cái nhà máy hay là những cái cơ sở mà muốn đem nhân công hoặc là đem cái vụ sản xuất trở ngược lại Mỹ thì họ cũng có thể là gọi cho tiền để mà đem 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 cái business của họ trở lại Hoa Kỳ đúng không? Thì nếu Đúng mà chú đúng như thấy vậy. cái chính sách này thì nó đi đôi với lại cái chính sách mà chú vừa nêu ra hay là không, hay là nó còn. Đúng như vậy, nhưng mà nó cũng có những cái khó khăn, là vì thế này này, nước Mỹ là một nước tự do, thành ra tất cả các cái công ty làm ăn buôn bán đều do tư nhân, như vậy do chính phủ. Dạ vâng. Chính phủ chỉ có khuyến khích thôi, Dạ chứ vâng. chính phủ không bắt buộc họ được. Và chúng ta biết rằng là nếu mà sản xuất ở tại Trung Cộng so với sản xuất tại Mỹ đó, thì cái tiền lao công đó, cái tiền nhân công đó Dạ ở vâng. Mỹ nó đắt tới 4 5 lần 7 lần so với bên kia, hay là người ta không có lời thì người ta không đưa về. Thế nhưng mà nó có những cái giải pháp khác. Ví dụ như bây giờ một số quốc gia về về những cái mà có tính cách chiến lược đó, thì có thể chính phủ Mỹ sẵn sàng tài trợ cho những cái công ty ấy họ dọn về Mỹ, hay họ dọn ra một cái quốc gia nào khác mà đồng minh thân thiện với Mỹ. Dạ vâng. Ví dụ như qua Ấn Độ hay là qua một nước nào đó. Dạ vâng. Còn những cái ngành mà sản xuất mà nó không có tính cách gọi là chiến lược thì có thể dọn đưa qua những cái nước ví dụ như đang phát triển như Ấn Độ, Dạ vâng. thay vì để ở Trung Cộng. Nhưng mà ngược lại đó, phải có một cái luật thuế để mà đánh vào những cái công ty đó, để cho những công ty đó thấy rằng là phải ưu tiên cho nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ thiệt hại quá nhiều, nhất là cái vấn đề mà cái cách làm ăn của Trung Cộng về vấn đề tài chính cũng như là cái vấn đề mà trí tuệ, Dạ vâng. những cái sản phẩm trí tuệ mà Mỹ đã bỏ hàng tỷ đô la ra nghiên cứu, rồi bây giờ ở bên đó họ sử dụng free, họ Vâng. có để họ xài, họ chả cần mất đồng nào nghiên cứu cả. Thì tất cả những cái đó là cái thiệt hại cho Mỹ, và chính phủ Mỹ tất nhiên là phải giải thích cho dân chúng Mỹ biết rằng là đó là những cái quyết định. Còn phía hai đảng đó, thì cho đến bây giờ cái đường lối khác nhau, và mình cũng chưa biết rõ là ông Joe Biden có những cái chính sách gì nó cụ thể, chưa thấy. Nhất là trong cái lúc coronavirus đang hoành hành, chưa thấy có những cái buổi tranh luận để mà mình thấy rõ được. Nhưng mà về phía dân chủ thì rõ ràng là vẫn không thấy gọi là mạnh tay như là bên bên đảng Cộng hòa cũng như là bên phía ông Donald Trump. Thì Mình đúng, cái thấy ông ai Joe hơn? Biden là cũng là phó tổng thống của ông tổng thống Obama, thì chính sách của Obama như thế nào thì mình cũng đã thấy rồi, thì ông Joe Biden chắc không có được 100%, chắc cũng phải là 80% na ná giống như cái chính sách ngoại giao của ông Có Biden, thể như ông vậy, Obama. mình cũng chưa dám quyết đoán nó như thế, nhưng mà có thể nó sẽ xảy ra như vậy. Đó là cái vấn đề mà bao vây, thì chúng ta thấy rằng là chỉ trong một thời gian rất là ngắn nữa, tức là từ cái chuyện mà tứ giác kim cương rồi bảy quốc gia này, thì họ sẽ tiến tới một cái gọi là cái hợp tác về kinh tế, hợp tác về kinh tế. Dạ vâng. Tại vì trong ấy có Ấn Độ, mà Ấn Độ cũng hơn 1 tỷ dân nha, chứ Dạ. không phải ít Thì đấy. nhiều người nghĩ là Ấn Độ sẽ thay thế Trung Cộng nếu mà những cái công ty mà gọi là high tech đó, mà cần phải chuyển người qua một cái quốc gia nào khác, thì Ấn Độ sẽ một cái, có thể là một trong những quốc gia mà sẽ chuyển tiếp được cái vấn đề này cho các công ty của Mỹ hoặc là các công ty ngoại quốc mà Đúng muốn. rồi, mà Ấn Độ lại là một quốc gia dân chủ, một cái quốc gia có đời sống dân chủ rất là tốt, đa đảng, chứ không có phải là độc tài độc đảng như như là Trung Cộng. Thành ra đó là một cái mà mình chưa biết nó như thế nào, nhưng mà lạc quan, người ta lạc quan là nếu cái kế hoạch ấy, cái chiến lược ấy nó thành công, thì thứ nhất ấy là cái tham vọng của Trung Cộng khó mà thực hiện được, tức là toàn cầu đưa, thứ nhất là đẩy nước Mỹ ra khỏi vùng Á Châu Thái Bình Dương, thứ hai nữa là thay thế Mỹ để mà lãnh đạo thế giới. Dạ Đó vâng. là cái tham vọng của Trung Cộng, thì cái tham vọng đó khó mà thực hiện được. Dạ vâng. Đó là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn thưa với quý vị lần Dạ, này. cảm ơn chú rất là nhiều về câu chuyện hôm nay, và hy vọng là một lần tới chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với ông Đỗ Như Điện về nhiều đề tài khác liên quan với Á Châu cũng như Hoa Kỳ.
Xin kính chào chú. Rồi, cảm ơn.